Chương 10: Nghệ thuật sống. Trong tất cả những định kiến của chúng ta về chính mình, định kiến căn bản nhất là có một cái ngã. Với sự thừa nhận mặc nhiên này, mỗi chúng ta đều cho bản ngã là quan trọng nhất, xem nó là trung tâm của toàn vũ trụ. Chúng ta cho là như vậy. Mặc dầu ta có thể dễ dàng thấy rằng trong vô số thế giới, thế giới này chỉ là một, và trong vô số chúng sanh, ta cũng chỉ là một. Dù ta có thổi phòng cái ngã lên đến đâu đi chăng nữa, thì nó cũng không đáng kể nếu đem so với cái bao la của không gian và thời gian. Quan niệm của ta về cái ngã rõ ràng là sai lầm tuy vậy chúng ta vẫn tận tụy cả đời để tìm cách thỏa mãn nó coi đó là con đường đưa tới hạnh phúc ý tưởng sống theo một cách khác hơn có vẻ như không bình thường hoặc thậm chí là đáng sợ nhưng bất cứ ai đã từng trải qua sự dằn vặt của tự ngã đều biết nó là nỗi đau khổ lớn lao đến mức nào chừng nào chúng ta còn đắm chìm trong những ham muốn và sợ hãi những cá tính chúng ta còn bị giam cầm trong ngục tù chật hẹp của ngã tách biệt với thế giới với cuộc sống thoát khỏi sự bám chấp bản ngã này thật sự là thoát khỏi ngục tù nô lệ để ta có thể bước vào thế giới cởi mở với cuộc sống với tha nhân và tìm thấy sự hài lòng thật sự điều cần thiết không phải là chối bỏ bản ngã hay đè nén bản ngã mà là thoát khỏi cái quan điểm sai lầm của ta về bản ngã. Và phương thức dẫn đến sự giải thoát này là nhận thức được rằng cái mà chúng ta gọi là bản ngã đó thật sự rất phù du, là một hiện tượng liên tục thay đổi. Thiền Vipassana là một phương thức giúp ta đạt được tuệ giác này. Chừng nào bản thân ta còn chưa chứng nghiệm được bản chất giả tạm của tâm và thân, chừng đó ta còn bị giam hãm trong sự vị kỷ và vì vậy tất yếu phải chịu khổ đau nhưng một khi ảo tưởng về sự trường tồn bị phá vỡ thì ảo tưởng về cái tôi cũng tan biến và sự đau khổ cũng mất đi đối với người hành thiền vipassana chìa khóa mở cửa giải thoát là anicca sự chứng ngộ bản chất vô thường của bản ngã và thế giới Tầm quan trọng của sự hiểu biết về vô thường là một đề tài luôn luôn được nói đến trong giáo lý của Đức Phật. Ngài nói, thà một ngày trong đời, thấy thực tế của sinh diệt, còn hơn sống trăm năm mà không hề biết. Ngài so sánh sự ý thức về vô thường với lưỡi cày cắt xuyên gốc rạ khi người nông phu cày ruộng với xà chính của nóc nhà cao hơn tất cả những xà ngang chống đỡ nó với một nhà cai trị hùng mạnh nắm quyền ảnh hưởng các vua chư hầu với mặt trăng có ánh sáng làm lu mờ các vì sao với mặt trời đang mọc làm bóng tối tan đi những lời cuối cùng ngài nói vào lúc cuối đời là mọi xăng kha ra các pháp được tạo tác đều sẽ hủy hoại hãy chuyên cần thực hành để hiểu được sự thật này. Sự thật về vô thường không nên chỉ chấp nhận bằng tri thức, hoặc chỉ bằng cảm xúc hay sùng tính. Mỗi người trong chúng ta phải thể nghiệm thực tại vô thường ngay trong bản thân. Sự thấu hiểu trực tiếp về vô thường cùng với bản chất không thực của bản ngã và của khổ đau giúp ta có được tuệ giác thật sự dẫn đến sự giải thoát đó là sự hiểu biết chân chánh hành giả kinh nghiệm được trí tuệ giải thoát này nhờ kết hợp tu tập giới định và tuệ trừ phi ta thực hiện cả ba sự tu tập này và bước từng bước trên con đường ta không thể nào có được tuệ giác thật sự và thoát khỏi khổ đau nhưng ngay cả trước khi bắt đầu tu tập ta cũng phải có một vài hiểu biết có thể chỉ là một sự nhận biết qua tri thức về sự thật khổ đau không có sự hiểu biết đó dù rất nông cạn thì cái ý nghĩ tu tập để giải thoát chính mình khỏi khổ đau cũng không bao giờ khởi sinh trong tâm đức phật nói trước tiên phải có sự hiểu biết chân chánh bởi vậy bước đầu của bác thánh đạo là sự hiểu biết chân chánh và suy nghĩ chân chánh chúng ta phải thấy được vấn đề và quyết định đối phó với nó chỉ lúc đó ta mới có thể thực sự thực hành pháp chúng ta bắt đầu thực hiện con đường bằng sự giữ giới tuân theo những giới luật để điều chỉnh những hành động của chúng ta nhờ vào sự tập luyện định chúng ta bắt đầu đối phó với tâm phát triển samadhi bằng sự ý thức về hơi thở nhờ vào sự quan sát cảm giác trên toàn cơ thể chúng ta phát triển tuệ chứng nghiệm giúp tâm thoát khỏi định kiến và bây giờ khi sự hiểu biết thật sự phát xuất từ kinh nghiệm của chính mình thì sự hiểu biết chân chánh lại trở thành bước đầu tiên trên con đường nhờ vào sự chứng ngộ bản chất luôn thay đổi của mình do hành thiền hành giả giải phóng cho tâm khỏi thèm muốn chán ghét vô minh với một tâm thanh tịnh như vậy không thể nào còn có ý nghĩ làm hại người khác thay vào đó tư tưởng ta tràn đầy thiện chí và lòng bi mẫn với tất cả trong lời nói hành động cách sinh nhai ta sống một cuộc sống trong sạch thanh thản và an bình với sự an tĩnh do kết quả của giữ giới phát triển định trở nên dễ dàng định càng sâu trí tuệ càng phát triển do vậy con đường là một đường xoắn ốc đi lên tới giải thoát giới định tuệ phải trợ giúp lẫn nhau như ba chân của một cái đỉnh cái đỉnh phải có đủ ba chân và cái chân phải cao bằng nhau nếu không đỉnh không thể đứng vững cũng vậy thiên giả phải thực hành cả giới định tuệ để phát triển đồng đều mọi mặt trên con đường đức phật nói từ hiểu biết chân chánh dẫn đến suy nghĩ chân chánh từ suy nghĩ chân chánh dẫn đến lời nói chân chánh từ lời nói chân chánh dẫn tới hành động chân chánh từ hành động chân chánh dẫn đến nghề nghiệp chân chánh từ nghề nghiệp chân chánh dẫn đến nỗ lực chân chánh từ nỗ lực chân chánh dẫn đến ý thức chân chánh từ ý thức chân chánh dẫn đến định chân chánh từ định chân chánh dẫn đến sự hiểu biết chân chánh từ sự hiểu biết chân chánh dẫn đến giải thoát chân chánh. Thiền Vipassana cũng có giá trị thực tế sâu xa ngay tại đây và ngay bây giờ. Trong đời sống hàng ngày, có biết bao nhiêu trường hợp xảy ra đe dọa sự quân bình của tâm. Những sự khó khăn bất ngờ xảy đến, rồi những người khác bất ngờ chống đối ta. Nói cho cùng, chỉ riêng việc học thiền Vipassana không bảo đảm rằng chúng ta sẽ không gặp thêm bất ổn nào nữa. Cũng giống như việc học lái tàu không có nghĩa là ta sẽ luôn có được những chuyến đi suôn sẻ. Bảo tố tất yếu là sẽ có. Những bất ổn tất yếu là sẽ xảy ra. Cố né tránh vấn đề là vô ích và tự đánh bại mình. Thay vì vậy, tiến trình đúng đắn là hãy vận dụng những gì ta đã được huấn luyện để lái thuyền vượt qua bão tố. Để có thể làm được như vậy, trước hết chúng ta phải hiểu được bản chất thực sự của vấn đề. Vô minh khiến ta đổ lỗi cho sự kiện bên ngoài hay người khác. Coi đó là nguyên nhân của khó khăn, rồi ta dùng hết năng lực để thay đổi tình trạng bên ngoài. Nhưng thực hành Vipassana khiến ta hiểu được rằng, chính ta chứ không ai khác chịu trách nhiệm về hạnh phúc hay bất hạnh của ta. Vấn đề nằm trong thói quen phản ứng mù quáng, bởi vậy ta phải để ý tới trận bão nội tâm của những phản ứng bị điều kiện hóa trong tâm. Chỉ đơn giản giải quyết vấn đề bằng cách không phản ứng sẽ không hiệu nghiệm chừng nào mà sự điều kiện hóa vẫn còn trong vô thức thì sớm muộn gì nó cũng sẽ trồi lên và chế ngự tâm bất chấp những nỗ lực đảo ngược lại giải pháp thực sự duy nhất là học cách quan sát và tự thay đổi bản thân điều này quá dễ hiểu nhưng việc thực hành khó hơn nhiều vấn đề luôn tồn tại là làm thế nào ta quan sát được chính mình một phản ứng tiêu cực khởi sinh trong tâm giận dữ sợ hãi hay chán ghét trước khi ta kịp nhớ đến việc quan sát nó thì ta đã bị nó khống chế và như vậy ta nói và hành động một cách tiêu cực thay vì quan sát sau đó khi sự tổn hại đã xảy ra ta nhận lỗi và hối hận nhưng rồi lần sau ta cũng vẫn hành xử y hệt như vậy hãy giả sử rằng nhận biết được một phản ứng giận dữ bắt đầu ta thực sự cố gắng quan sát nó ngay khi ta vừa cố gắng thì người hay tình huống làm ta giận xuất hiện trong tâm những suy nghĩ này khiến sự tức giận càng gia tăng như vậy việc quan sát cảm xúc tách rời khỏi nguyên nhân hay tình huống thường vượt quá khả năng của nhiều người nhưng nhờ sự nghiên cứu thực tế tối hậu của tâm và thân đức phật đã khám phá ra rằng khi nào một phản ứng xuất hiện trong tâm thì có hai sự thay đổi xảy ra trên bình diện cơ thể thay đổi thứ nhất rất rõ ràng hơi thở trở thành nặng nề hơn thay đổi thứ hai vi tế hơn một phản ứng sinh hóa một cảm giác xảy ra trong thân với sự tu tập thích hợp một người với trí thông minh trung bình có thể dễ dàng phát triển khả năng quan sát hơi thở và cảm giác phương pháp này cho phép ta dùng sự thay đổi của hơi thở và cảm giác như những dấu hiệu báo động cho ta biết có một phản ứng bất tịnh trước khi nó có thể phát triển thành một sức mạnh nguy hiểm và nếu ta tiếp tục quan sát hơi thở và cảm giác ta dễ dàng thoát khỏi những bất tịnh dĩ nhiên thói quen phản ứng đã ăn sâu không thể loại bỏ hết ngay lập tức Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày, trong khi ta kiện toàn việc hành thiền Vipassana, ta nhận thấy ít nhất trong mỗi vài trường hợp thay vì phản ứng vô ý thức, ta chỉ quay lại quan sát chính mình. Dần dần thời gian quan sát tăng lên và thời gian phản ứng càng giảm dần. Ngay cả khi ta phản ứng tiêu cực, thì thời gian và cường độ của phản ứng cũng giảm đi. Cuối cùng, ngay trong những trường hợp bị khiêu khích nhất, ta vẫn có thể quan sát hơi thở và cảm giác và giữ được tâm quân bình và bình tĩnh. Với sự quân bình này ở mức độ thâm sâu nhất của tâm, lần đầu tiên ta có thể hành động thật sự. Và hành động thật sự thì luôn luôn tích cực và sáng tạo thay vì tự động phản ứng lại sự tiêu cực của người khác ta có thể chọn lựa cách hành xử nào có ích lợi nhất khi đối diện với một người đang nóng giận đùng đùng một người vô minh sẽ trở thành giận dữ và kết quả là cãi nhau gây buồn khổ cho cả hai nhưng nếu ta giữ được bình tĩnh và quân bình ta có thể giúp người đó thoát khỏi nóng giận và giải quyết vấn đề một cách xây dựng quan sát cảm giác dạy ta biết khi nào ta bị những cảm xúc tiêu cực khống chế thì ta đau khổ bởi vậy khi nào ta thấy người khác phản ứng tiêu cực ta hiểu họ đang đau khổ với sự hiểu biết này ta có thể cảm thấy thương cho họ và có thể hành động để giúp họ thoát khỏi tình trạng khổ sở không làm họ khổ thêm nữa ta được bình an và hạnh phúc và giúp người khác cũng được như vậy phát triển ý thức và sự bình tâm không biến ta thành vô tình bất động như cây cỏ để cho ngoại cảnh muốn làm gì ta thì làm ta cũng không trở nên thờ ơ, lãnh đạm với sự đau khổ của người khác khi mãi mê theo đuổi sự bình an nội tâm. Pháp dạy ta có bổn phận đối với hạnh phúc của mình và của người. Ta làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp đỡ người khác, nhưng luôn giữ được sự bình tâm. Nhìn thấy một đứa trẻ đang chìm dần xuống cát lún, một kẻ khờ dại trở nên luống cuốn, vội nhảy theo đứa trẻ, và chính hắn cũng bị lúng sâu. Một người khôn ngoan giữ được bình tĩnh và quân bình, tìm một cành cây cho đứa trẻ nắm, và kéo nó ra chỗ an toàn. Nhảy theo người khác vào bãi cát lúng thèm muốn và chán ghét sẽ chẳng giúp được ai ta phải kéo người khác trở về vùng đất vững chắc của tâm quân bình nhiều lúc trong đời ta phải hành động cứng rắn khi cần thiết chẳng hạn như ta dùng lời lẽ nhẹ nhàng khiêm tốn để giải thích cho một người đang làm điều sai lầm nhưng hắn vẫn tỉnh bơ trước lời khuyên bảo hắn không thể hiểu được gì ngoại trừ những lời nói nặng và hành động quyết liệt bởi vậy khi cần thì ta phải hành động cứng rắn tuy nhiên trước khi hành động ta phải tự vấn xem tâm ta có quân bình hay không ta có lòng từ bi với người lầm lỗi không nếu có thì hành động sẽ giúp ích nếu không nó thật sự chẳng giúp ích cho ai cả nếu ta hành động với lòng từ bi thì ta không thể sai lầm nếu thấy một kẻ mạnh hiếp đáp người yếu ta có bổn phận phải chấm dứt hành động xấu xa này bất cứ một người hiểu biết nào cũng sẽ làm như vậy tuy nhiên họ cũng có thể làm vì thương hại nạn nhân hay tức giận đối với kẻ hung bạo hành giả vipassana có lòng từ bi với cả hai hiểu rằng nạn nhân phải được bảo vệ và kẻ hung bạo cần bị ngăn cản để không làm hại chính mình vì hành động bất thiện. Xem xét tâm mình trước khi có một hành động cứng rắn là cực kỳ quan trọng. Chỉ sau khi xảy ra rồi mới xem xét. Đánh giá lại hành động là không được. Nếu chính ta không trải nghiệm được sự bình an và hòa hợp, ta không thể phát triển bình an và hòa hợp nơi bất kỳ người nào khác là người hành thiền vipassana ta học cách hành động không dính mắt vừa có lòng từ bi vừa thản nhiên ta nỗ lực cho sự tốt lành của mọi người bằng cách tu tập để phát triển sự tỉnh giác và bình tâm nếu chúng ta không làm gì ngoài việc tránh không làm gia tăng sự căng thẳng của thế giới thì đó là ta cũng đã làm được một việc tốt lành rồi nhưng sự thật chính cái yên lặng của hành động quân bình đã gây tiếng động lớn vang dội ra xa có ảnh hưởng tích cực đến nhiều người nói cho cùng tâm bất tịnh của ta và người khác là nguồn gốc của khổ đau trên thế gian khi tâm đã trở nên thanh tịnh cuộc đời mở rộng vô hạn trước chúng ta ta có thể vui hưởng và chia sẻ hạnh phúc đích thực với người khác vấn đáp câu hỏi chúng tôi có thể nói cho người khác biết về phương pháp thiền này không thiền sư s n Ca dĩ nhiên là được pháp không có gì là bí mật cả bạn có thể nói với mọi người về những gì bạn học được ở đây nhưng hướng dẫn người khác thực hành lại là chuyện hoàn toàn khác bạn không nên làm ở giai đoạn này Hãy đợi tới khi bạn đã thực sự thấu hiểu kỹ thuật và được huấn luyện để hướng dẫn người khác. Nếu bạn nói với ai về pháp thiền này và họ tỏ ý muốn thực hành, hãy khuyên họ đến tham dự một khóa thiền. Ít nhất kinh nghiệm đầu tiên về Vipassana phải được thực hiện trong một khóa thiền 10 ngày. Dưới sự hướng dẫn của một người thầy có đủ khả năng sau đó họ có thể tự tu tập. Tôi tập yoga, làm sao tôi có thể phối hợp nó với vipassana? Trong khóa học không được tập yoga vì như vậy sẽ làm phiền người khác, khiến họ bị phân tâm. Nhưng khi về nhà, bạn có thể tập cả yoga lẫn vipassana. Nghĩa là những bài tập thể dục của yoga về các thế ngồi và kiểm soát hơi thở yoga rất có ích cho sức khỏe bạn có thể phối hợp nó với vipassana chẳng hạn như bạn tập một thế ngồi rồi quan sát những cảm giác ở toàn thân như vậy sẽ ích lợi hơn là chỉ tập yoga đơn thuần nhưng kỹ thuật thiền yoga dùng những câu chú và quán tưởng thì hoàn toàn trái ngược với vipassana. Đừng trộn lẫn chúng với kỹ thuật này. Còn những cách thở khác nhau của yoga thì sao? Chúng hữu ích nếu được coi như những bài tập thể dục. Nhưng đừng pha trộn những kỹ thuật đó với anapana. Trong anapana, bạn phải quan sát hơi thở tự nhiên nhưng không điều khiển nó hãy tập kiểm soát hơi thở như tập thể dục và tập anabana để thiền có phải tôi tôi không muốn nói khối bọt bóng này đang bám chấp vào sự giác ngộ không nếu vậy thì bạn đang chạy ngược chiều với giác ngộ khi bạn còn bám chấp vào giác ngộ thì bạn chẳng bao giờ chứng nghiệm được nó chỉ đơn giản nhận hiểu giác ngộ là gì rồi tiếp tục quan sát thực tại ở ngay lúc này và để giác ngộ tự đến. Nếu nó không đến, đừng bực bội. Nếu làm như vậy thì bạn không bám chấp vào giác ngộ, và giác ngộ chắc chắn sẽ đến. Như vậy tôi hành thiền chỉ là làm công việc phải làm. Đúng vậy, bổn phận của bạn là thanh lọc tâm. Nhận lấy trách nhiệm như thế nhưng làm mà không bám chấp không phải để đạt được một điều gì sao không cái gì đến tự nó sẽ đến hãy để nó đến tự nhiên thiền sư cảm thấy thế nào về việc dạy pháp cho trẻ em thời gian tốt nhất là trước khi đứa bé ra đời trong thời kỳ thai nghén người mẹ nên tập vipassana như vậy đứa bé cũng được hưởng và khi sinh ra nó là một đứa trẻ của pháp. Nhưng nếu bạn đã có con rồi, bạn vẫn có thể chia sẻ pháp với chúng. Chẳng hạn, ở phần kết thúc của khóa thiền, bạn học kỹ thuật metta bhavana, thiền tâm từ, chia sẻ sự bình an và hòa hợp của bạn với người khác nếu con bạn còn quá nhỏ bạn hãy hướng Meta ta về chúng sau mỗi lần hành thiền vào giờ đi ngủ của chúng làm như vậy con bạn cũng được hưởng ích lợi của việc bạn thực hành pháp và khi chúng lớn hơn bạn hãy giảng cho chúng một chút về pháp theo cách chúng có thể hiểu và chấp nhận được nếu chúng có thể hiểu thêm hãy dạy chúng tập anabana theo dõi hơi thở trong vài phút. Đừng ép buộc chúng dù là bằng cách nào. Hãy để chúng ngồi thiền cùng bạn, quan sát hơi thở trong vài phút rồi cho chúng đi chơi. Thiền sẽ như trò chơi đối với chúng, chúng sẽ thích ngồi thiền. Và điều quan trọng nhất là chính bạn phải sống một cuộc sống lành mạnh, đúng pháp. Bạn phải làm gương cho chúng trong gia đình bạn phải tạo được một không khí an bình và hòa hợp như vậy sẽ giúp chúng lớn lên thành người khỏe mạnh và hạnh phúc đây là điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho con bạn cảm ơn thiền sư rất nhiều về pháp kỳ diệu này hãy cảm ơn pháp pháp thật vĩ đại tôi chỉ là một chiếc xe và bạn cũng nên cảm ơn chính bạn bạn chịu khó học tập khó nhọc mới nắm vững được kỹ thuật một người thầy cứ nói đi nói lại mãi nhưng nếu bạn không học thì bạn cũng chẳng gặt hái được gì hãy hạnh phúc và luyện tập nghiêm chỉnh luyện tập cần mẫn giờ đã điểm tôi cảm thấy rất may mắn được sinh ra ở miếng điện miền đất của pháp Nơi kỹ thuật kỳ diệu này đã được bảo tồn nguyên vẹn qua bao nhiêu thế kỷ. Vào khoảng 100 năm trước, ông nội tôi đã từ Ấn Độ đến đây lập nghiệp và do đó tôi được sinh ra trên đất nước này. Tôi cảm thấy rất may mắn được sinh ra trong một gia đình buôn bán và từ nhỏ tôi đã bắt đầu làm việc để kiếm tiền hồi đó tích lũy tiền bạc là mục tiêu chính của đời tôi tôi có may mắn là từ lúc còn trẻ tôi đã thành công trong việc kiếm được nhiều tiền nếu chính tôi không được sống cuộc sống của một người giàu có thì tôi đã không có kinh nghiệm bản thân về sự trống rỗng của một đời sống như vậy và nếu tôi không có kinh nghiệm đó thì trong thâm tâm Tôi vẫn còn ngộ nhận rằng chân hạnh phúc nằm trong sự giàu có. Khi con người trở nên giàu có, họ được trao cho những địa vị đặc biệt và cao cả trong xã hội. Họ thành những thành viên của các hội đoàn. Ngoài 20 tuổi, tôi đã điên cuồng trong việc tạo dựng địa vị trong xã hội. Và dĩ nhiên, những căng thẳng trong đời đã khiến tôi mắc bệnh tâm thần. Những cơn đau nửa đầu nghiêm trọng. Cứ mỗi nửa tháng tôi lại bị cơn bệnh hành hạ một lần mà không cách nào điều trị khỏi. Về sau, tôi cảm thấy rất may mắn là đã bị bệnh này. Ngay cả những bác sĩ giỏi nhất ở miếng điện cũng không chữa trị được căn bệnh của tôi. Cách chữa trị duy nhất mà họ có thể đưa ra là chích thuốc viện để làm giảm cơn đau cứ mỗi nửa tháng tôi phải chích thuốc phiện một lần và sau đó phải chịu các tác dụng phụ của thuốc như nôn mửa thật khổ sở sau vài năm khổ sở như vậy các bác sĩ bắt đầu cảnh báo tôi bây giờ ông đang dùng thuốc phiện để giảm đau nhưng nếu cứ tiếp tục như thế không bao lâu nữa ông sẽ bị nghiện thuốc viện và phải dùng thuốc mỗi ngày. Tôi cảm thấy kinh hoàng trước cái viễn tượng đó. Đời sống như vậy sẽ khủng khiếp. Các bác sĩ khuyên. Ông thường có những chuyến đi ngoại quốc vì chuyện làm ăn. Hãy dành một chuyến để lo cho sức khỏe của mình. Chúng tôi không có cách gì trị được bệnh của ông. Và chúng tôi biết là các bác sĩ ở những nước khác cũng vậy thôi nhưng có thể họ có một loại thuốc giảm đau nào đó khác hơn như vậy ông thoát được nguy cơ phụ thuộc vào thuốc viện nghe theo lời khuyên của họ tôi đã sang thụy sĩ đức anh mỹ và nhật tôi được những vị bác sĩ giỏi nhất của các nước này chữa trị và rất may mắn là tất cả những vị ấy đều thất bại. Tôi trở về, bệnh tình nặng hơn trước khi đi. Sau chuyến đi chữa bệnh thất bại trở về, một người bạn tốt đề nghị với tôi. Tại sao không đến học thử một khóa thiền Vipassana 10 ngày? Thiền sư Uba Khin hướng dẫn những khóa thiền này. Ông là một bậc thánh một quan chức chánh phủ và là một người có gia đình như bạn theo tôi căn bệnh của bạn thật sự thuộc về tinh thần và theo như người ta nói thì kỹ thuật này giúp tinh thần hết căng thẳng có lẽ khi hành thiền bạn có thể tự chữa khỏi bệnh đã thất bại ở mọi nơi khác tôi quyết định ít nhất cũng phải đến gặp vị thiền sư này xem sao dầu sao thì tôi cũng không có gì để mất tôi đến trung tâm thiền và nói chuyện với con người phi thường này không khí yên tĩnh và bình an của thiền viện cùng sự hiện diện đầy an lạc từ ngài gây cho tôi một sự xúc động sâu xa tôi nói thưa ngài tôi muốn được theo một khóa học của ngài ngài có vui lòng nhận tôi không dĩ nhiên kỹ thuật này dành cho tất cả mọi người ông cứ tự nhiên theo học một khóa tôi nói tiếp trong nhiều năm tôi đã khổ sở vì một chứng bệnh không có cách chữa chứng đau nửa đầu nghiêm trọng tôi hy vọng với kỹ thuật này tôi có thể hết bệnh ngài bỗng nói không đừng đến với tôi có lẽ ông không tham dự khóa học được tôi không thể hiểu được tôi đã làm gì phật ý ngài nhưng rồi ngài đã từ bi giải thích mục đích của pháp không phải để chữa bệnh nếu đó là điều ông tìm kiếm thì tốt hơn ông nên đến bệnh viện mục đích của pháp là chữa trị tất cả khổ đau trong cuộc đời Chứng bệnh của ông thật ra chỉ là một phần nhỏ trong sự đau khổ của ông. Bệnh của ông sẽ hết, nhưng đó chỉ là tác dụng phụ trong tiến trình thanh lọc tâm. Nếu lấy tác dụng phụ làm mục tiêu chính thì ông đã làm giảm giá trị của pháp. Ông hãy đến học không phải để chữa bệnh cho thân mà là để giải phóng tâm ngài đã thuyết phục được tôi tôi nói thưa ngài vâng bây giờ tôi hiểu tôi sẽ đến chỉ để thanh lọc tâm dù bệnh tôi có khỏi hay không tôi muốn trải nghiệm được sự bình an mà tôi thấy ở đây sau khi hứa với ngài tôi trở về nhà nhưng tôi vẫn chần chừ không tham dự khóa thiền được sinh trong một gia đình ấn độ giáo cực kỳ bảo thủ từ nhỏ tôi đã học thuộc để tụng câu thơ tốt hơn là chết trong đạo của mình trong bản tánh của mình đừng bao giờ đổi sang đạo khác tôi tự nhủ coi chừng phật giáo là một đạo khác và những người đó vô thần họ không tin vào thượng đế vào sự hiện hữu của linh hồn làm như thể chỉ cần tin vào thượng đế vào linh hồn thì sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề nếu tôi trở thành một kẻ vô thần thì tôi sẽ ra sao không tốt hơn là tôi chết trong đạo của tôi tôi sẽ không bao giờ đến gần họ tôi ngần ngại như vậy trong mấy tháng trời nhưng rất may mắn Cuối cùng tôi quyết định thử kỹ thuật này xem sao. Tôi tham dự khóa thiền tiếp đó và trải qua 10 ngày. Tôi cảm thấy may mắn là tôi đã cực kỳ lợi lạc. Bây giờ tôi có thể hiểu được bản tánh riêng của mỗi người, con đường riêng của mỗi người và bản tánh của mọi người khác bản tánh của nhân loại là bản tánh riêng của mỗi người duy nhất chỉ có con người là có khả năng quan sát chính mình để thoát khỏi khổ đau không một sinh vật hạ đẳng nào có được khả năng này quan sát thực tại trong chính mình là bản tánh của con người nếu chúng ta không vận dụng được khả năng này đó là ta sống cuộc sống của những sinh vật hạ đẳng ta phí phạm cuộc sống của mình. Điều này chắc chắn là nguy hiểm. Tôi vẫn luôn tự xem mình là người rất sùng đạo. Dầu sao đi nữa, tôi cũng làm tất cả những bổn phận tôn giáo cần thiết, giữ giới và hiến tặng rất nhiều. Và thật sự nếu tôi không phải là một người sùng đạo, thì tại sao tôi lại được bầu làm lãnh đạo của quá nhiều tổ chức tôn giáo tôi nghĩ chắc chắn tôi phải là một người sùng đạo nhưng cho dù tôi đã hiến tặng và từng phục vụ nhiều đến đâu cũng như tôi đã cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và hành động đến mức nào đi chăng nữa thì khi tôi bắt đầu quan sát những ngõ ngách tối tăm trong tâm tôi tôi vẫn tìm thấy trong đó đầy rắn rết bò cạp độc địa chính vì những điều này mà tôi đã chịu đựng quá nhiều đau khổ bây giờ khi những phần bất tịnh dần dần bị diệt trừ tôi bắt đầu được vui hưởng sự an bình thật sự tôi nhận thấy tôi quá sức may mắn khi nhận được kỹ thuật kỳ diệu này pháp bảo này trong 14 năm, tôi rất may mắn có thể thực hành kỹ thuật này ở miến điện dưới sự dìu dắt kỹ lưỡng của thầy tôi. Lẽ dĩ nhiên, tôi vẫn làm đầy đủ bổn phận của một người chủ gia đình. Nhưng đồng thời, mỗi sáng và chiều tôi đều hành thiền. Và cuối tuần tôi đến trung tâm thiền của thầy tôi. Và mỗi năm tôi giữ khóa thiền 10 ngày hay dài hơn. Đầu năm 1969, tôi sang Ấn Độ. Cha mẹ tôi đã về ở đó từ mấy năm trước. Và mẹ tôi mắc một căn bệnh thuộc về thần kinh mà tôi biết có thể chữa được bằng cách thực hành thiền Vipassana. Nhưng không có ai ở Ấn Độ để chỉ cho bà Kỹ thuật Vipassana đã mất đi từ lâu ở Ấn Độ, nơi phát sinh ra nó. Ngay cả cái tên cũng không còn được nhớ đến. Tôi biết ơn chính phủ miến điện đã cho phép tôi qua Ấn Độ. Thời đó, dân chúng thường không được xuất ngoại. Tôi biết ơn chính phủ Ấn Độ đã cho phép tôi nhập cảnh Tháng 7 năm 1969, khóa học đầu tiên được tổ chức tại Bombay. Trong đó có cha mẹ tôi và 12 người khác tham dự. May mắn là tôi có thể phục vụ cha mẹ tôi, dạy pháp cho họ. Tôi đã trả được cái ơn sâu xa của họ đối với tôi. Sau khi hoàn thành mục đích của chuyến đi Ấn Độ này, tôi sẵn sàng trở về Miến Điện. Nhưng tôi thấy những người dự khóa học này nỉ tôi mở một khóa nữa, rồi một khóa nữa. Họ muốn cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè họ được dự các khóa thiền. Vì vậy, khóa thứ hai được tổ chức, rồi đến khóa thứ ba, thứ tư. Và cứ như vậy sự giảng dạy Pháp được lan rộng. Năm 1971, trong khi dạy một khóa học ở Bồ Đề Đạo Tràng, tôi nhận được điện tín từ Rangoon báo tin thầy tôi qua đời. Dĩ nhiên, tin này thật sửng sốt, hoàn toàn bất ngờ và chắc chắn rất đau buồn. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của pháp mà thầy đã dạy, Tôi giữ được sự bình tâm. Bây giờ tôi phải quyết định làm sao để trả ơn bậc thánh nhân này. Ngày xa gian di U Ba Khin. Cha mẹ sinh ra tôi làm người, nhưng tôi vẫn còn chìm đắm trong cái vỏ vô minh. Chỉ với sự giúp đỡ của con người kỳ diệu này mà tôi đã có thể phá vỡ được cái vỏ khám phá sự thật bằng cách quan sát nội tâm. Không những thế, trong suốt 14 năm, Ngài đã làm tôi vững mạnh và giáo dục tôi trong pháp. Làm sao tôi có thể trả ơn cho người cha tinh thần này? Con đường duy nhất mà tôi thấy là thực hành những gì Ngài đã dạy, sống cuộc sống của pháp đây là con đường đúng đắn để vinh danh ngài và với tất cả sự tinh khiết của tâm với tất cả lòng từ bi mà khả năng tôi có thể phát triển được tôi quyết định cống hiến cuộc đời còn lại của tôi để phụng sự tha nhân vì đó là điều mà ngài muốn tôi làm ngài thường nhắc đến niềm tin truyền thống ở miến điện là 25 thế kỷ sau đức Phật, pháp sẽ trở về xứ sở đã sinh ra nó và từ đó lan truyền ra khắp thế giới. Ước vọng của ngài là thực hiện lời tiên tri đó bằng cách sang Ấn Độ và dạy thiền Vipassana ở đó. Ngài thường nói, 25 thế kỷ đã qua, giờ của Vipassana đã điểm. Chẳng may Tình trạng chính trị vào những năm cuối đời Ngài không cho phép Ngài xuất ngoại. Khi tôi được phép đi Ấn Độ vào năm 1969, Ngài rất vui lòng và bảo tôi, Quen Kha, không phải con đi, mà là ta đi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng lời tiên tri này chỉ là một niềm tin trong giáo phái. Xét cho cùng, Tại sao một chuyện đặc biệt lại xảy ra sau 25 thế kỷ nếu như nó đã không thể xảy ra sớm hơn? Nhưng khi tới Ấn Độ, tôi ngạc nhiên thấy rằng mặc dầu tôi không biết quá 100 người ở cái quốc gia rộng lớn này mà có hàng ngàn người đến dự các khóa học từ mọi tầng lớp trong xã hội mọi tôn giáo mọi cộng đồng không chỉ riêng ở ấn độ mà còn cả nhiều ngàn người bắt đầu tìm đến từ nhiều quốc gia khác tôi càng thấy rõ là không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân không ai ngẫu nhiên đến tham dự khóa thiền có lẽ có người trong quá khứ đã làm một điều lành và kết quả là bây giờ họ có cơ hội nhận lãnh hạt giống pháp có những người khác đã nhận được hạt giống và bây giờ họ tới để giúp nó tăng trưởng dù bạn đến để nhận hạt giống hay để làm cho hạt giống bạn đã có nảy nở bạn hãy tiếp tục tinh tấn trong pháp vì sự tốt lành lợi ích và giải thoát của chính bạn và bạn sẽ thấy rằng nó cũng bắt đầu giúp ích cho người khác nữa pháp lợi lạc cho tất cả mọi người nguyện cho những người đau khổ khắp mọi nơi tìm được con đường bình an này nguyện cho tất cả mọi người thoát khỏi khổ đau gông cùm ngục tù nô lệ nguyện cho tất cả mọi người đều gột sạch tâm lý khỏi mọi ô nhiễm mọi bất tịnh nguyện cho mọi chúng sinh khắp vũ trụ được hạnh phúc nguyện cho mọi chúng sinh được bình an nguyện cho mọi chúng sinh được giải thoát